Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Quý vị thân mến, nếu bạn muốn trai giỏi, bạn cần phải có kỷ luật khi giao dịch. Kỷ luật giao dịch không phải là một thái độ quá khó để làm chủ và cũng không hoành tráng như mọi người thường nghĩ. Khi bạn giao dịch, sự nhàm chán có nghĩa là bạn không có việc gì mới để thay đổi. Công việc của bạn sẽ luôn lặp lại. Bạn cần có một hệ thống với một bộ quy tắc có điểm vào ra rõ ràng, thực hiện những phân tích tương tự nhau vào mỗi ngày. Nếu bạn đang giao dịch vì nghĩ đó là một công việc thú vị, thì bạn đã sai lầm và suy nghĩ đó sẽ không giúp bạn đạt được mục tiêu mà bạn mong muốn từ trading. Để đạt được sự nhàm chán, trading cần phải được thực hiện một cách nhất quán. Chỉ bằng cách làm theo thói quen, bạn sẽ kiếm được tiền từ thị trường. Nhiều trader đã tiếp cận sai hướng. Họ muốn có một kết quả giao dịch tốt trước khi thực sự đạt được tính nhất quán. Nếu không theo một hệ thống giao dịch nào đó, thời gian dù đủ lâu, bạn sẽ không đủ hiểu về hệ thống và bạn sẽ luẩn quẩn với vòng xoáy thua lỗ liên tục. Vì thế, nguyên tắc đầu tiên để bạn đạt được sự nhàm chán đó chính là nguyên tắc số 1. Chỉ cam kết với một hệ thống, đây là bước quan trọng đầu tiên. Bạn cần loại bỏ tất cả những suy nghĩ về việc thường xuyên thay đổi hệ thống giao dịch. Hãy duy trì việc áp dụng hệ thống đó trong khoảng vài tháng trước khi nghĩ đến chuyện thay đổi. Nguyên tắc số 2, lập một bản kế hoạch các quy tắc. Một khi bạn đã chọn hệ thống của mình, hãy tạo một bộ quy tắc được xác định trước. Hãy viết ngắn gọn vào đó cách bạn đặt lệnh, cách bạn đặt kiểm chốt lời, điểm cắt lỗ như thế nào. Một bộ quy tắc ngắn gọn sẽ giúp bạn nhanh chóng xây dựng thói quen vào lệnh chuẩn hơn. Vì khi quan sát bộ quy tắc liên tục, bạn sẽ không phá vỡ quy luật của hệ thống. Nguyên tắc số 3, xây dựng một lịch trình giao dịch mỗi ngày sẽ giúp bạn tạo thói quen nhanh hơn và giao dịch có kỷ luật hơn. Một lịch trình làm việc cơ bản sẽ bao gồm thời gian bạn chuẩn bị trước phiên giao dịch, trong phiên giao dịch và sau phiên giao dịch. Mỗi thời điểm bạn sẽ xây dựng mục tiêu cho từng lịch trình nhằm mục đích đạt hiệu quả giao dịch tối đa. Nguyên tắc số 4, khi giao dịch sự tập trung rất quan trọng, bạn sẽ không muốn mình bị phân tâm khi đang phân tích. Hãy tìm một phòng làm việc riêng, sử dụng tai nghe hay các thiết bị âm thanh để không bị làm phiền. Bạn cũng nên tránh xa các mạng xã hội, thậm chí các diễn đàn liên quan đến trading trong thời điểm đặt lệnh vì các ý kiến trái chiều có thể khiến bạn lo lắng. Và nguyên tắc số 5, bạn có thể có nhiều ý tưởng nhưng chỉ một tín hiệu giao dịch được thực hiện. Đừng áp đặt ý tưởng của bạn vào thị trường. Nhiều trader cố gắng áp đặt ý tưởng bằng cách thay đổi hệ thống, thay đổi thông số của indicator để cố gắng trade theo cách mình nghĩ. Hy vọng những nguyên tắc này sẽ giúp các bạn giao dịch có kỷ luật dễ dàng hơn. Đây chỉ là điểm khởi đầu, điều quan trọng bạn phải thực hành những bước này ngay. Kỷ luật là một thái độ sống, không phải là kỹ năng, vì thế bạn đừng chờ đợi quá lâu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.